Các bạn thân mến, trong xã hội hiện đại thì không ít cô gái trẻ đã đưa ra một quan điểm, đó là con đường làm giàu nhanh nhất là lấy một người chồng giàu. Như vậy có thể thấy, các bạn trẻ đang xem việc lấy được đại gia là mục tiêu để thay đổi cuộc sống và họ tin rằng đại gia có thể mang đến cho họ cuộc sống sung túc giàu sang mà không cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Nhiều cô gái trẻ đã tham gia các khóa học như đọc sách hay tìm kiếm bí quyết để cơ đổ đại gia. Họ tập trung vào việc trau trước ngoại hình, học cách ăn nói, ứng xử, sao cho thật là đẳng cấp. Tuy nhiên là việc lấy lòng đại gia thì sẽ có nguy cơ các cô gái sẽ đánh mất đi giá trị bản thân, họ trở nên phụ thuộc và thiếu tự chủ. Và điều quan trọng nhất đó là hôn nhân mà không xuất phát từ tình yêu thì chắc chắn là sẽ không có hạnh phúc và câu chuyện ngắn sau đây sẽ nói về vấn đề này. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Quỳnh Hương và ngay sau đây câu chuyện ngắn xin phép được bắt đầu. Trong một căn biệt thự xa hoa rộng lớn, trên chiếc giường kinh sang trọng, một bàn tay thon gọn với làn da căng mướt mịn màng của cô gái đôi mươi đang xoa so bóp bờ vai đã nhăn nheo của một người đàn ông đáng tuổi bố mình mà cô gọi đó là chồng đôi mắt lim dim tận hưởng sự thư thái nhẹ nhàng của ông quang ông chìm dần vào giấc ngủ cô gái nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng ngủ tiến đến một căn phòng khác trong căn phòng kế bên tràn ngập hương nước hoa thơm nức chiếc bồn tắm được phủ hương hoa hồng với một người đàn ông sắc vóc cao dáng dáng chuẩn soái ca đang nằm thư giãn làn nước lập lờ lấp ló phía hạ thân chàng trai làm liên không chịu nổi cô lao đến ôm chầm người thanh niên từ phía sau hít lấy hít để mùi thơm của chàng trai. Đây mới là thiên đàng chứ? Tay cô bắt đầu xoa bóp bờ vai láng mịn với đường cơ bắp nổi rõ. Cô đang phục vụ con trai của cô, nhưng là con trai chồng. Con trai, nhưng hơn mẹ kế tận 5 tuổi liền. Sau một đường xoa bóp rất có nghề của Liên, Hoàng cũng không thể chịu nổi mà túm cổ cô gái hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mỏng. Cảnh xuân lộ lộ hiện ra, chàng trai 3 tuổi không kìm nén nổi cả hai thân người áp sát nhau nóng rực, do hơi nước bốc lên và cũng là do dục vọng tăng cao. Tiếng nước liên tiếp tác vào thành bồn tắm, tạo nên âm hưởng hết sức ái ngại. Đôi trai gái sau màn hoan ái ôm nhau nằm tận hưởng sự thư thái trong chiếc bồn tắm do chính tay liên chuẩn bị cho những buổi tối của cô và Hoàng, còn trai chồng. Bởi mới nói, những đồ ăn vụng thường thấy rất ngon. Chàng trai phong lưu lên tiếng. Em tuyệt vời lắm, em đúng là bản sao của phan kim liên đâu em là tiểu bạch thỏ mới đúng chứ vậy anh sẽ là gã thợ săn nói rồi chàng trai lại ra sức nô đùa với những cánh hoa mỏng manh bên dưới dùng cái miệng thô bạo của mình mà hút lấy hút đẻ những tinh túy bên trong nhị hoa hé nở đó hoa này nếu có bị vùi dập thì cũng phải là chính anh vùi dập nó liên một cô gái làm ở quán massage trị liệu dành cho những người nhà giàu cô là một cô gái xinh xắn lại chịu khó, nhưng số trời sinh ra ở vùng quê nghèo nàn. Theo bạn bè trang lứa, cô quyết tâm tìm việc thoát nghèo. Nghe các chị đi trước nói rằng, lên thành phố, tìm lớp học kỹ năng sinh phục đại gia. Ở đó có đủ các khóa học, học ăn đói, học đi đứng, học nấu ăn, pha trà, nâng khăn, sửa ví. Nếu nhằm đến đối tượng nào thì học thêm mấy chứng chỉ khác nữa như xoa bóp, bấm huyệt, kỹ thuật phòng the, đủ cả. Vì loại hình này hot lắm, toàn phú ông phú bà đến chăm sóc sức khỏe thôi. Vốn xinh xắn lại khéo léo nên cô học nghề rất nhanh. Cô tự tạo cho mình một ngón nghề có tên mát xa trường chứ danh. Muốn được phục vụ trường kiểu gì cũng có, hở vừa, hở bạo nhưng phải nâng hạng thẻ lên thẻ VIP. Dạo gần đây, cô hay mát xoa cho một ông chú đã ngoài 65 tuổi. Ông chú này đang đến thường xuyên chăm sóc sức khỏe. Vì nhà giàu nên dù già rồi nhưng cũng không hôi lắm, chắc chắn do ông ta dùng nước hoa xịn. Mới đầu, cô cũng chỉ làm theo dịch vụ, chứ không có ý nghĩ sẽ chinh phục đàn ông nhiều tuổi. Bởi cô vốn vẫn thích những chàng trai hơn, người già, dù gì cô cũng không thích. Nhưng các chị trong nhóm chuyên phục vụ khách VIP thì dỉ tai liên. Ông chú này, si mê mày là cái chắc, hay mày cứ đổ ông ta đi. Tao nghe nói, ông này là đại gia bất động sản đấy, giàu lắm. Thôi em ngại lắm chị ạ, à, ông ấy đáng tuổi bố em đấy có gì mà ngại. Mấy ông như này mà được các em trẻ phục vụ thì có mà ngớp không kịp, chả mấy mà theo ông bảo ông vải thôi. Lúc đấy mày vẫn còn phơi phới, giàu sụ thì thích sai nào trẻ đẹp mà chả có. Còn đường thoát nghèo làm giàu nhanh nhất là lấy một thằng chồng giàu đấy em ạ. À. Đi học lớp kỹ năng này tốn bao nhiêu là tiền? Thế mày định không lấy lại vốn à? Thế còn mang về trả đỡ cho bố mẹ ở quê chứ? Với lại, tao thấy mày còn zin lại sinh gái thế này lão ta có mà chả mê tít. Liền nghe các chị nói cũng thấy vừa tay, mới lại cô cũng cảm nhận được ông chú này thích cô thật. Theo kế hoạch đã vạch ra, cô sẽ tiếp cận ông Quang. Cô gái thôn quê không khỏi bẽn lẽn, tâm tình thụ thỉ, tâm tình khiến cho ông Quang cảm thấy cô gái nhỏ này như số phần sắp đặt ông phải có sứ mệnh che chở và bảo vệ cho cô. Từ đó, ông đến đây đều đặn mỗi tuần ba lần, nhưng không đòi hỏi thêm dịch vụ gì đặc biệt mà vẫn chỉ dừng ở việc mát xa và bấm huyệt bạn đi gần hai tháng ông quang không đến cô ra ngóng vào trông bởi mỗi lần ông đến đều tiếp cho cô nhiều tiền khách vip không tới doanh số của cô giảm hẳn vô cùng lo lắng sợ mất đi khách vip nên cô quyết định nhắn tin cho ông quang chú quang à dạo này chú có khỏe không ạ à? lâu rồi không thấy chú ghé qua quán tiền nhắn vừa gửi đi được hai phút bỗng điện thoại đổ chuông ông quang gọi đến ừ mấy hôm nay chú bận gia đình chú có chuyện buồn vợ chú mới mất được hai tháng nay chú cũng mệt lắm và bận nhiều việc nên chưa đi được chú ơi nếu mà chú không đi được thì cháu có thể đến tận nơi xoa bóp điều trị à chú là khách quen nên cháu không tính phí đi đường đâu chú cho cháu xin địa chỉ cháu đến ngay ạ à? cô vội vã xếp đồ đạc đến theo địa chỉ ông Quang ghi đến nơi cô đã thấy một người đàn ông đứng trước cổng vào một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Cô choáng ngập trước cái sự xinh đẹp và đầy mùi tiền của căn nhà này. Đúng thật, đây chính là nơi ở của mấy người nhà giàu trong tưởng tượng của cô. Cô nàng cứ liên tục đưa mắt nhìn tới nhìn lui liên tục không thôi. Người đàn ông đứng bên cạnh cô cũng bật cười rồi đói. Lần đầu tiên em thấy một căn nhà lớn như vậy có đúng không? Cô cũng gật đầu, từ từ ngồi xuống ghế sofa đối diện rồi đáp. Dạ vâng, lần đầu tiên cháu thấy một căn nhà lớn như vậy đấy chú ở dưới quê cháu thì chú cũng biết rồi đấy có nhà tường bằng đất thôi chứ đâu có bằng những nhà chú ông ta cười rồi rót cho cô một cốc nước đặt xuống bàn để chú giúp cháu mang đồ đạc lên phòng nhá cháu cứ tự nhiên mà tham quan đi chú ơi thế hiện giờ chú đang ở cùng ai ạ à? chú sống có một mình thôi con trai chú thì đang ở nước ngoài nó không sống cùng chú chắc nó chê ông già này khó tính đấy đâu có đâu ạ, à. cháu thấy chú vẫn còn phong độ lắm mà. ôi, nhìn vậy thôi, trừ chú nhiều bệnh lắm, chẳng biết là có sống được lâu không nữa. thôi, chú lên trên chuẩn bị trước, cháu cứ tham quan nhà đi nhá. thấy người đàn ông đó bước lên trên lầu, cô mới thoải mái làm điều mình thích. ở đây từ bếp cho tới phòng khách đều nhìn rất sang trọng và hiện đại. cô lần đầu tiên thấy một căn nhà có phong cách sang trọng như thế, được sống ở một nơi thế này là điều mà cô mơ ước. bước chân vào phòng của ông Quang cô hơi giật mình vì ông Quang đã cởi trần và nằm sấp trên giường chờ sẵn cô. Khung cảnh này hơi tế nhị, bởi kia là giường ngủ, không phải giường massage chỗ cô làm. Nơi đây lại không có ai ngoài hai người. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc nệm cao cấp đắt tiền. Chỉ mới ngồi xuống thôi mà đã cảm thấy thư giãn. Cô bỗng ước mình được nằm trên chiếc giường này quá. Chú Quang ơi, cháu xin phép mở chút nhàng cho thư giãn đầu óc nhé. Ừ, cháu cứ tự nhiên như ở nhà đi dạ cháu sao tự nhiên được à nhà chú mà ông quang ngồi dậy nhìn cô cười nếu cháu thích thì nó cũng có thể sẽ là nhà cháu đấy cô hơi ngại chương câu nói có phần xến số của ông chú giả đấy nhưng tính chất nghề nghiệp cô không được phép làm vật lòng khách nên cô chỉ mỉm cười e lẻ. những ngón tay thon dài lướt nhẹ mơn man trên tấm lưng xa đã chảy trùng của ông quang nhưng dẫu sao cũng là tấm lưng của người có tiền vẫn khiến cô say mê. Chú Quang à, chú còn đau nhức ở đâu không ạ? À? Ừ, chú đau phần tắt lưng đấy cháu. Xóa bóp hộ chú thêm nhé. Bàn tay cô bắt đầu lướt trên da thịt và di chuyển sâu hơn xuống phần dưới. Ông Quang thở nhẹ. Vốn dĩ người đàn ông mất vợ đã lâu, lại ở trong khung cảnh ám muội khiến ông khó kiềm lòng. Ông Quang bỗng bất ngờ giữ tay cô gái trẻ, liền định đứng bật dậy, nhưng ông Quang đã ôm cô vào lòng. Liên à, em em chiều tôi có được không? Ơ chú Quang, chú nói gì vậy? Nếu em chưa được ai khai hoa nở nhụy thì anh sẵn sàng cưới em làm vợ. Giờ anh có tuổi rồi, anh cần một người đàn bà có thể chăm sóc anh. Nếu em tình nguyện thì gia tài này sẽ là của em hết. Anh giờ có bệnh trong người, cũng chưa chắc đã sống được bao lâu. Em hãy vì anh được không? Liên vô cùng sốc trước lời đề nghị thẳng thừng của ông Quang ông còn hứa nếu cô đồng ý thì món quà đầu tiên kỷ niệm ngày yêu nhau ông sẽ tặng cô một chiếc ô tô cô bị thôi miên trước những lời đường mật của ông chú đường mà nhắm mắt gật đầu chiều hôm đấy ông dẫn cô đi mua xe luôn quá cảm kích trước tấm chân tình của ông nên ông nói gì cô cũng gật đầu cái rụp em này vợ anh mới mất nên chúng ta không vội làm đám cưới em cứ về nhà anh ở đi sang năm cắt tang anh sẽ cho em một lễ cưới thật lớn. Dạ vâng, em nghĩ vậy cũng hợp lý anh ạ. À. Tạm thời, em cứ ở nhà, hoặc nếu vẫn muốn đi làm cho đỡ buồn cũng không sao. Đúng là trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đồng tiền khiến con người ta hoa mắt. Không hiểu sao mà một người con gái mới có 20 tuổi đầu mà lại chấp nhận cưới một ông giả như vậy. Mà cũng lạ thật đấy. Mấy người đàn ông trung niên khi vẻ già, đa phần đều là những người giàu có. Mà khi có tiền rồi họ lại bắt đầu đi tìm từ gái trẻ. Mà mấy ông lại đặc biệt thích mấy cô gái thôn quê hiền lành, thật thà, biết nấu ăn. Cũng vì vậy nên mấy cô nhà quê ở đây mới có cơ hội lấy chồng giàu cho ba mẹ đổi đời lên mặt với họ hàng làng xóm. Ban đầu, cô thấy chuyện này chả hợp tình hợp lý gì cả. Chỉ vì tiền mà lại đánh đổi hạnh phúc của bản thân để lấy một ông già ư. Nhưng càng ngày, mấy chuyện này càng lan rộng ra hơn. Ngày càng nhiều cô gái sinh tươi dễ thương trong xóm cô đi lấy chồng tuổi trung niên để kiếm tiền từ bọn họ. Người nào về cũng xây nhà to cho bố mẹ, mặt mày cũng trắng trẻo, xinh đẹp hơn hẳn cái thời con ở quê. Liền cũng có chút tò mò, không lẽ ai đi cưới chồng già cũng giàu và sung sướng vậy sao? Lấy chồng già đang là hot trend ở quê cô. Các ông ấy thấy cô chỉ mới ngoài 20 là gái quê, nhưng giọng nói thì ngọt ngào làm ông ta rất thích gái thôn nữ. Cô nào cũng tóc dài, cô nào cô ấy ở quê mà da trăng nõn, giọng ngọt thỉu. Học thêm được nghề xoa bóp, về lấy lòng chồng già hay mẹ chồng thì đều quá là tuyệt vời. Còn những người đàn ông đấy thì chủ yếu lấy vợ trẻ, chủ yếu phục vụ phần cuối đời thôi. Đoạn đường về với kiểu tuyền vẫn có vợ trẻ săn sóc, âu oh, cũng là mãn nguyện. Bởi xã hội bây giờ, họ cũng chẳng sợ điều tiếng gì hết có tiền thì làm phiền thiên hạ. Và Liên Chính là một cô gái được đào tạo để moi tiền đại gia với cái tên đặc sản gái quê. Bao nhiêu bí quyết dường chiếu là các cô gái được dạy hết. Học phí thì cũng không hề rẻ nhá. Các cô đều phải trải qua các lớp kỹ năng phòng te, thực hành với các đạo cụ thân thiện với môi trường như củ quả, hình nộm hoặc thuê người đóng thế. Nhưng cái quý nhất ở lớp học này là phải giữ được cái ngàn vàng thì mới có giá mục tiêu lấy chồng ngoại quốc hoặc đại gia là nhắm tới điều đấy. Thế nhưng thiên hạ vẫn nói rằng, may hơn khôn, có những cô gái vẫn không giữ được cái ngàn vàng, thế nhưng vì khéo ăn khéo đói vẫn được đại gia chiều chuộng. Phương châm sống của các cô gái nơi đây là con đường làm giàu nhanh nhất là lấy một người chồng giàu. Với những mục tiêu mình đặt ra, các cô sau khi hoàn thành khóa học, có được chứng chỉ phòng the, sẽ ra bên ngoài tìm đối tượng. Rất nhiều chiêu trò nâng cao, cộng thêm chút may mắn, nhiều cô lột xác thành phượng hoàng, mơ ước của Liên cũng vậy. Bố mẹ cô phải tiết kiệm từng đồng, bán trâu bò cho cô đi học. Chứ nào có biết con gái mình đi học quá học hay ho thế này đâu. Giờ cô cũng đã tìm thấy được lợi ích khi kiếm được một ông chồng đại gia. Liên cũng nhất quyết không để vụt mất cơ hội tốt này. Cho nên cô đã tận dụng ông ấy cho những mục đích phung phí của mình. Chỉ trong 3 tháng yêu đương với nhau, nhưng ông sẵn sàng chi tiền cho bố mẹ cô sửa chữa lại căn nhà cũ kỹ ở quê. Cuối cùng thì cô và ông ấy cũng đã đi đến chuyện kết hôn. Vì đã già nên không tổ chức mà chỉ làm cái lễ nhỏ xem như cho có là xong. Ông ấy tên là Quang, cũng chính là chủ căn nhà mà cô đang ngắm nhìn. Ông Quang chỉ có một đứa con trai tên là Phong, năm nay Phong 25 tuổi. Cô trước giờ chưa từng được ông dắt về nhà, cũng chưa từng nhìn thấy mặt mũi của con trai ông liền chỉ nghe ông Quang bảo, phòng làm việc và định cư ở Anh. Sau ngày mẹ mất, cậu ta lại sang Anh, chứ không muốn ở nhà với bố. Mình ông cứ lùi thủi một mình, ông cảm thấy cô đơn, nên mới quyết định tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình. Cô cũng đâu thèm quan tâm làm gì, cô chỉ cần biết là mình ở bên ông Quang, có tiền là được rồi, chứ ai mà rảnh quan tâm tới cậu con trai kia nữa. Đã vậy mà anh ta còn lớn tuổi hơn cô, thì làm sao mà anh ta chịu gọi cô là mẹ kế? Nếu như có một bà mẹ kế, thì cô cũng sẽ nhất quyết không gọi là mẹ đâu. Mỗi người chỉ có một mẹ mà thôi, bây giờ ai cũng như thế cả. Mà Liên à, để anh dẫn em lên phòng của hai chúng ta nha. Anh đã chuẩn bị vài thứ cho em rồi đấy. Vậy mình đi đi anh. Ông Quang nắm lấy tay cô, rồi từng bước đi lên phòng. Căn nhà này có ba lầu, phòng của ông Quang và Liên nằm ở lầu số 2. Còn phòng thì ngủ ở lầu 1, bên dưới là phòng dành cho khách còn ở tầng 3 là phòng thờ và thêm một phòng dành cho khách nữa. Ông Quang mở cửa cho cô bước vào. Bên trong này là giường ngủ, nhưng được trang trí không khác gì phòng tân hôn. Cô đến bên ông chỉ vì tiền, còn ông thì chắc là khá thật lòng với cô, nên mới cố tình chuẩn bị những thứ này cho cô. liền cười gượng gạo, ôm lấy ông giả vờ như mình rất hạnh phúc. Ôi em cảm ơn anh nhiều lắm, yêu anh ghê luôn đấy. Cô hôn lên má ông một cái cho ông vui. Ông Quang cũng mỉm cười khi thấy cô có vẻ khá hạnh phúc. Ông cũng ôm cô rồi đói. Em thích là được rồi. Do anh có tuổi nên không thể tổ chức cái đám cưới rầm rộ như người ta được. Cho nên anh muốn bù vào những thiệt thòi đấy cho em. Cô cười tươi rồi đáp. Có gì đâu mà thiệt thòi cơ chứ anh. Có anh bên cạnh em là được rồi. Anh có tuổi rồi cho nên em hiểu mà. Chỉ cần mình yêu nhau và đồng hành bên cạnh nhau là được rồi mà anh. Anh cũng vui khi em nghĩ cho anh anh lại không thể cho em thỏa mãn cái sự thích thú kia anh đã không còn được như ngày trước nữa rồi em ạ người ta nói đúng thời gian sẽ là hao mòn tất cả và sức mạnh của con người cũng vậy trên đời này không có thứ gì là mãi mãi trường tồn ông quang cũng đã dần yếu hơn lúc trước thời gian đầu khi hai người mới quen nhau lúc đó ông còn khá khỏe khoắn nhưng cũng chỉ loáng thoáng bên ngoài chứ tuyệt nhiên ông quang chưa dùng được đặc ân của người chồng cho dù ông cũng cố gắng thử mấy lần nhưng không thể giúp gì được hết còn đối với liên thì chuyện đó căn bản không hề quan trọng không làm mấy chuyện đấy với ông quang cô còn thấy đỡ kinh tởm hơn ý mấy lão già này sắp đi chầu ông bà tới nơi rồi mà còn mơ mộng mấy chuyện đó với gái trẻ nữa chứ nhìn thôi là đã biết không bình thường ông mở tụ quần áo Bên trong đấy có quần áo của cô và ông. Ngoài ra thì còn có rất nhiều đồ dùng khác nữa. Ông cũng dẫn cô đi xung quanh một vòng. Gần như nơi nào cô cũng đi hết. Chỉ có một phòng của Phong là không vào thôi. Sao anh không dẫn em vào nốt phòng của con trai anh luôn vậy? Trong nó có gì hả anh? Ông Quang xua tay rồi nói. Đó là phòng của Phong, con trai anh. Nó không có ở đây nên khóa cửa không cho ai vào đâu. Thôi kệ nó đi. Nghe ông Quang nói vậy, cô cũng gật đầu, cô thì cảm thấy mối quan hệ mẹ kế con chồng đã là chuyện chuyển kiếp rồi chắc cái cậu đấy sẽ rất ghét cô cho mà coi không biết có làm khó dễ gì không nữa đây liền khá tò mò về cậu con trai đấy cô muốn xem thử cậu ta có đẹp hay không dù gì thì sống cùng một ông già đã là thiệt thòi lắm rồi con trai của ông ta cũng nên đẹp một chút để còn ngắm nữa chứ chiều hôm đấy cô và ông quang đang cùng nhau nấu cơm trong bếp mặc dù cô cảm thấy ông rất vương víu tay chân nhưng mà cũng không thể từ chối thôi kệ đi làm cho ông yêu cô càng ngày càng nhiều thì cũng tốt nhưng cũng vì tiền tài nên cô mới bất chấp mà thôi chứ nếu là ông quang không có tiền thì có cho cô cũng không thèm lấy tối hôm đấy cô và ông quang cùng nhau nằm ngủ trên giường hình như hôm nay là do hôm đầu tiên hai người chính thức về chung một nhà nên ông quang khó ngủ Lão ta cứ luyên thuyên bên tai cô mấy chuyện xưa cũ, về cái thời nuôi con trai còn nhỏ, làm cô nhức hết cả đầu. Cô nghe mà chỉ ừ ừ cho qua chuyện, rồi cũng chẳng hứng thú gì với mấy câu chuyện nhảm nhí đấy. Bây giờ cô mới biết, cái cảnh nghe chuyện xưa của mấy ông bà già, bởi vậy người ta bảo người già nói nhiều, đâu có sai đâu. Em à, em nghĩ anh sẽ sống được thêm bao nhiêu nữa đây? Mãi tới khi 65 tuổi, anh mới gặp được em. Phải chi anh tìm thấy em sớm hơn thì tốt nhỉ? Ôi trời ạ, à, dù anh có gặp em sớm hơn thì cũng không làm được gì đâu. Vì lúc đó em cũng chỉ là đứa con nít 6-7 tuổi thôi mà. Ông Quang giết chặt cái ôm của mình đối với Liên rồi nói. Ừ nhỉ, em nói cũng đúng. Em sinh ra hơi trễ, cho nên chúng ta mới gặp nhau muộn. Anh sợ là anh sống không lâu nữa, thì chết mất. Lúc đó lại uổng phí đòi em. Cô chỉ cười gượng gạo. Cô chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi, đã phải đi lấy một lão già thì tất nhiên là lãng phí tuổi trẻ thanh xuân của cô rồi. Nhưng bây giờ cô là vợ hợp pháp của ông Quang, cô còn mong ông chết nhanh một chút để mình dễ dàng thừa hưởng tài sản của ông ấy nữa đây. Nhưng liên chỉ sợ là ông Quang không chết nhanh như cô mong muốn. Lỡ như ông Quang sống thọ đến 80, 90 tuổi thì chắc là cô chịu không nổi mất thôi. Ông Quang cũng cười, nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Chứ nào mà có làm ăn được gì cũng chỉ là xoa so bóp giải trí thôi mà thôi như vậy cũng được trừ trao thân cho một ông già như này chắc cô không chịu nổi mất một tuần sau ngày cô đến ở đây thì ông quang về báo là con trai tự dưng lại quyết định về nước và chịu về nhà sống cùng ông Nhạc từ được con trai của mình ông lại có chút phiền não rồi đói phòng con trai anh nó hơi trái tính trái nét nên tốt nhất là em đừng đụng vào nó sau khi nó nghe anh bảo là anh có người mới thì nó khó tính hẳn lên. Từ lúc mẹ mất nó đã khó tính hơn rồi. Có nói gì thì em đừng quan tâm nha. Được, em biết rồi. Em sẽ cố giữ không khí hòa thuận trong gia đình mình, sẽ không có gì đâu anh. Mà anh nghĩ là nó sẽ chịu gọi em là mẹ không? Và anh nghĩ là nó sẽ không chịu gọi em là mẹ đâu. Thôi em đừng quan tâm tới nó nha. Không có gì đâu anh ạ. À. Dù gì em cũng nhỏ tuổi hơn mà. Gọi em là gì mà chả được. Được ở bên cạnh anh là em vui rồi. Buổi chiều hôm đấy, Phong từ ngoài cửa bước vào. Anh ta cứ thế mà đi cả giày vào trong nhà. Thì bố mình đang đứng trong bếp cùng với một người con gái. Thì cũng hiểu rồi. Phong giả vờ ho khan để gây sự chú ý. Liền cũng theo phản xạ quay đầu lại. Cô nhìn thấy một chàng trai với dáng người cao giáo. Gương mặt thì mang nét nghiêm nghị nam tính. Chiếc áo sơ mi được nới lỏng cúc áo trên. Chiếc quần Tây Âu đúng chuẩn người đi làm. Trên tay anh thì cầm cái cặp, tóc tai cũng gọn gàng. Cô có chút thất thần khi nhìn thấy dáng vẻ điển trai của Phong. Thì ra đây chính là con trai duy nhất của ông Quang. Công nhận là anh nhìn rất hút hồn. Con về rồi đó à Phong? Dặn đây ba giới thiệu với con luôn. Đây là Liên mà lúc trước ba nói với con rồi đấy. Sau này sẽ sống cùng với cha con mình luôn nhé. Ba mong là con sẽ chấp nhận thành viên mới trong nhà chúng ta. Phòng có hơi trâu mày như người con gái kia anh cũng không hiểu sao mà ba mình có thể cưới một người như vậy, cô gái đó thậm chí còn nhỏ tuổi hơn anh nữa. Anh có hơi ghét bỏ nhìn cô rồi nói với ba mình. Bây giờ con không chấp nhận thì có thể làm được gì đâu, vì không phải cô này thì sẽ là cô khác, đều giống nhau cả thôi. Ông im lặng không nói gì, còn Liên thì cũng nhận ra mình chẳng khác gì cái gai trong mắt anh cả. Phòng đi thẳng lên phòng của mình, vừa đi vừa nói. Tôi ra ngoài ăn cơm phiền cô lau dọn phòng ngủ hộ tôi tôi không thích bụi bẩn kìa phong cô ấy là mẹ kế của con mà <laughs> bao giờ cô ta đẻ con được cho bố thì sẽ có người gọi cô ta là mẹ còn cô ta có đẻ được ra tôi đâu mà đòi tôi gọi là mẹ ông quang cũng chỉ biết lắc đầu ông biết là con trai của mình sẽ không dễ dàng chấp nhận nên cũng đoán được trước chuyện này ông nắm lấy tay cô rồi đói thôi không có gì đâu em đừng suy nghĩ nhiều nhé tình nó là vậy đấy chỉ biết nói mấy lời khó nghe thôi Em hiểu mà Thôi em với anh dọn cơm ăn đi Chắc là anh cũng đói rồi đúng không Trái ngược với sự chán ghét và khinh thường đấy của Phong Thì cô lại cảm thấy anh khá là thú vị đấy chứ Cô thấy hay là mình cũng nên tận dụng miếng mùi ngon này nhỉ Dù gì thì ông Quang cũng không thể sai nổi nữa rồi Nếu như cô có thể thành công thu phục độc Phong về cho mình Thì có phải là quá hời sự không Liền khẽ mỉm cười vì cái suy nghĩ của mình rồi cũng ngồi vào bàn ăn cơm cùng với ông Quang, ông vui vẻ gắp thức ăn cho cô rồi nói chuyện với cô đủ điều, còn cô thì đầu óc đang sắp tâm lên kế hoạch trong đầu. "Anh à, tối em tổ chức bữa tiệc nhỏ mừng con trai anh về nhé." "Ừ, cũng được, coi như cả gia đình mình ăn cơm cùng nhau cho gắn kết. Em chuẩn bị ít rượu ngoại nhé. Thằng Phong lâu không về nhà, em làm thêm mấy món ăn Việt mà nó thích đi." Liền chỉ cười cười thôi, cô ta thì vui vẻ cái nỗi gì phải xưng hô anh anh em em với một lão già 65 tuổi, làm cô cảm thấy xin xúa chết đi được. Cha cô năm nay còn chưa tới 60, thế mà đã có thằng con rẻ 65 tuổi rồi đấy. Buổi chiều lên dọn phòng cho Phong, bước vào căn phòng của một chàng trai có phần đơn giản. Hai tháng trước anh ta có về đây trong ngày mẹ mất, nên cũng chỉ là bụi sơ qua. Cô thay ga giường chăn màn hộ, dọn dẹp một lúc, cô ngả lưng giữa tấm nệm êm ái. Cứ nghĩ đến việc nếu không phải ngủ với một lão già, cô đã thấy khoan khoái cả người. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô gọi điện cho các chị trước cùng làm, hỏi xin một vài món nghề. Này có dịp dùng đến, đó cũng là một vài kỹ năng các cô được dạy cách phòng thân. Gặp trường hợp nào thì biết cách bảo vệ bản thân trước các vị khách khó chiều. sắp xếp mọi thứ xong hết, cô lặng lẽ ra khỏi phòng. Đúng như dự đoán, phòng không phải dự bữa cơm chào đón của gia đình anh ta mãi tận 11 giờ đêm mới trở về nhà. Cô và ông Quang ăn cơm trước, ông Quang thấy hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi sớm. Cô là vợ, cũng không quên nhiệm vụ xoa bóp vai cho ông mỗi đêm. Và rồi, ông Quang dần chìm vào giấc ngủ. Cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi xuống nhà dưới để lấy nước uống. Thực ra là để tham thính động tĩnh phòng của Phong. Bây giờ đã hơn 12 giờ rồi, nên cô cũng chẳng thèm bật đèn gì hết. Đến trước cửa phòng của Phong, cô dừng lại lắng tay nghe bên trong anh đã ngủ trưa bỗng cửa phòng bật mở một bàn tay trong bóng tối đỡ lấy cô vào làm lỏng liên cũng phải bất ngờ một giọng nói của đàn ông lên tiếng cảm ơn mẹ kế đã có lòng chuẩn bị nước tắm cho tôi nhưng tôi phải nhờ mẹ kế tắm cho rồi ơ ờ, sao tôi lại phải tắm cho anh thì vì cô là mẹ mà mẹ thì chả phải tắm cho con sao Hơi thở toàn mùi rượu của anh ta vào vào mặt Liên, làm cô hơi chánh chóng, liền cũng có chút ngại ngùng. Anh đừng có nói khủng nói điên nữa, mà anh làm gì ở đây vậy? Ban đêm mà còn ra đây làm gì? Tôi phải hỏi cô đấy, thế cô làm gì mà rình mò trước cửa phòng tôi? Tôi... tôi chỉ là đi qua thôi. Tôi cũng vậy, tôi đói nên định ra ngoài tìm gì đó ăn. Ai ngờ lại có đồ ăn ngay ở trước cửa phòng mình. Ý anh nói tôi là đồ ăn á? thì cô có đồ ăn mà. Tôi, tôi có đồ ăn gì? Con đói thì mẹ phải cho bú chứ. Cô là mẹ mà không biết điều này à? Úi, anh nói cái gì bậy bạ vậy? Tôi... Cô chưa kịp nói hết câu, phòng đã ngậm lấy môi cô không dứt. Anh nhấm nháp môi cô như một viên kẹo ngọt, đầu óc cô hơi tê dại, cô cảm giác không tỉnh táo và người nóng rực lên. Cô lờ mờ nhận ra tác dụng của nước xuân dược, cô đã nhỏ vài giọt vào bồn tắm, khi giả nước nóng, nó sẽ lan tỏa trong không khí khiến người ta đê mê. Nhưng do cô nhỏ từ sớm mà giờ Phong mới đi tắm, nên thuốc cũng đã nhẹ bớt nồng độ. Bàn tay Phong bắt đầu không yên phận mà di chuyển xuống bên dưới. Cô ư a à trong miệng không thốt ra lời. Hai tay cứ đánh vào bờ vai săn chắc của người đàn ông đấy. Cô thấy mình phải giữ chút liêm sỉ để không vội vàng mà hỏng việc. Đàn ông họ thấy dễ dàng đạt được, sẽ nhanh chóng chán. Bởi vậy, cô về câu dẫn anh ta từ từ cô vùng thoát khỏi người anh ta rồi trở về phòng trong đầu cô cứ tưởng tượng nhớ với cái cảnh lúc nãy mà anh ta đỡ cô liền tưởng tượng không biết lúc đó sắc mặt anh ta như thế nào nhỉ chỉ tiếc là lúc đó trời tối quá phòng anh ta cũng không bật điện chứ nếu không cô có thể nhìn thấy anh lúc đấy chắc là sung sướng lắm liền nghĩ thầm trong bụng rồi lại quay sang nhìn cái lão chồng của mình đang ngủ ngáy khò khò bên cạnh mà chán nản. Đúng là ngủ với một ông già thật là chán, vừa vô dụng mà còn nói nhiều nữa chứ. Bây giờ thứ cô để mắt tới chính là đứa con trai đấy của ông ta thôi. Sáng hôm sau, cô xuống nhà chuẩn bị làm bữa sáng cho ông Quang, thì nhìn thấy Phong đang ngồi trên bàn ăn với bánh mì sandwich. Thấy anh, cô cũng lên tiếng nói. Sao anh không tìm gì đó ăn mà đã ăn bánh mì sandwich rồi? có gì thì ăn đấy thôi. Thế anh muốn ăn gì không, tôi nấu cho. Anh vẫn cầm miếng bánh mì trên tay, rồi bình thản đáp. Vậy tôi muốn ăn thịt cô, thì cô có cho không? Anh lại vậy rồi đấy. Mẹ kế nhìn ngon hơn con tưởng đấy. Liên đi về phía nhà bếp, bắt đầu làm mấy món bữa sáng đơn giản. Nếu anh muốn ăn phở, tôi có thể nấu phở cho anh ăn. Phở Việt Nam là ngon nhất rồi đấy. Phòng nhìn bữa sáng trước mặt mình lạnh nhạt rồi nói thôi cô đâu cần phải giả nhân giả nghĩa để lấy lòng tôi đâu cho dù cô làm cái gì đi nữa thì tôi cũng không có cảm kích cô đâu à nhưng mà nếu cô cho tôi ăn hai cái bánh bao của cô thì tôi cũng xem xét lại liên chỉ mỉm cười nhìn anh ta rồi đáp ai giả nhân giả nghĩa với anh làm gì tôi muốn thì tôi quan tâm thôi cô tin chắc chắn là mình có thể làm được nên mới tự tin mỉm cười như vậy còn phong thì chỉ lắc đầu anh ta cũng chả hiểu cô đang nghĩ gì mà nói như vậy. Không lâu sau đấy thì cô và ông Quang cùng nhau đi xuống nhà. Cô đã dọn sẵn đồ ăn sáng nên chỉ ngồi vào bàn ăn thôi. Hôm nay ông Quang thấy con trai mình chịu ở lại trong nhà để dùng cơm thì thấy rất vui. Lúc trước ít khi Phong ở nhà ăn cơm lắm, đa phần đều ăn ở ngoài. Phòng gấp rút ăn cho nhanh rồi cũng rời đi. Anh không thích nhìn cái cảnh mà ba mình ngồi bên cạnh người phụ nữ khác Phong chỉ muốn thấy ba mình chăm sóc và quan tâm người đó là mẹ anh thôi. Còn những người khác, anh không thích. Dùng bữa sáng với cô xong, ông Quang cũng chở cô đi mua đồ đạc, qua dãy hàng đồ nội y, nhìn những mẫu áo ngủ xuyên thấu. Mà cô thầm nghĩ, nếu cô mặc một bộ trước mặt Phong thì sẽ sao nhỉ? Rồi cô lén ông Quang mua hai chiếc váy hai dây xuyên thấu. Đây là vũ khí thứ hai mà cô sẽ định tung ra. Đàn ông, ai chẳng mê mẩn cảnh xuân lấp ló đêm nay anh ta phải là của cô. Liên xuống xe rồi đi theo phía sau ông. Ông đưa Liên đến một quán cà phê với mấy người bạn. Ô anh Quang, đây là ai vậy? Ông Quang cười tươi khoe khoang. Đây là vợ mới cưới của tôi. Liên biết là khi giới thiệu với danh phận này thì đảm bảo là cô sẽ nhận về ánh mắt bất ngờ. Không ngoài sự đoán thì vị khách nam đó lập tức trợn mắt rồi nhíu mày cười gượng gạo. Thì ra là vợ của anh, Trông cô ấy trẻ trung xinh đẹp thật đấy. Hội bạn của ông ấy thấy vậy thì ra sức tán thưởng hết lời, khen ngợi ông số hưởng. Đúng là đàn ông, có già đến lúc chết thì vẫn mê gái trẻ thôi. Bỗng bên kia góc quán có tiếng cười lớn. Ôi Phong ơi, bố mày đang thuyền con dâu đấy à, cô gái kia nhìn xinh đấy. Phong cười nhạt và nói gì đó khiến cả đám cười ồ lên. Cô giận tím mặt, không muốn ngồi đây nữa, nhìn hai người cứ như là cha con đấy, có khi người ta hiểu lầm là ông cháu cũng không chừng. Ai ngờ lại là vợ. Cứ cùng nhau đi ra đường thế này. Chắc sau này cô chả dám nhìn mặt ai nữa mất thôi. Cô không muốn ở đây làm trò cười nên đòi vẻ. Bởi người nào người nấy đều nhìn cô bằng con mắt bất ngờ. Bây giờ cô cảm thấy có chút nhục nhã khi mình lại đi lấy một người đáng tuổi cha mình như thế. Ông thấy gương mặt cô có chút khó chịu thì cũng lên tiếng hỏi. Em sao thế? Đang khó chịu ở đâu à? không có gì đâu anh ạ à. chỉ là em thấy hơi mệt chút thôi mình về nhà đi anh ông quang cũng đoán được là cô đang khó chịu vì mấy lời kia ông nhẹ nhàng dỗ rảnh cô rồi cũng đưa cô về nhà liền cảm thấy vô cùng ngột ngạt không biết cô phải sống như thế này đến bao giờ nữa giờ cô lại chỉ muốn thoát khỏi ông quang thôi nhưng tiền đã nhận rồi nhà cô cũng đã sửa là do ông quang cho tiền không bỏ được thì thôi cô sẽ cố gắng tìm niềm vui mà sống tiếp vậy. Buổi chiều hôm đó, Phong về tới nhà, đã thấy ba mình và Liên đang ăn cơm, không hỏi tới mà đi về phòng. Ông vừa nhìn thấy con trai mình về tới, thì ngay lập tức lên tiếng. Con không ăn cơm hay sao, mà lại đi vào phòng nữa rồi. Phong hơi trao mày, đứng trước cửa phòng mình rồi nói vọng ra. Này con ăn rồi, ba không cần lo đâu. Liên quay sang nhìn ông rồi nói. Chắc là nó không muốn ăn với em, nên mới như vậy. Thôi anh đừng buồn nhé, em sẽ cố gắng. Từ từ thì sẽ đỡ hơn thôi anh ạ. À. Liền đột nhiên cảm thấy mình đi làm diễn viên cũng không tệ. Xem ra ông trời đã bỏ quên cô ở đây. Cô vẫn chưa thể hiểu nổi, sau đêm đấy mà Phong vẫn không thay đổi thái độ với cô. Điều đó càng khiến sự hiếu thắng trong cô nổi lên. Cô phải tìm cách chiếm được tình cảm của Phong. Nhưng có lẽ chặng đường còn hơi dài. Làm gì có ai đem lòng yêu thương mẹ kế của mình cơ chứ? Buổi tối hôm đấy, cô và ông Quang đang cùng nhau xem TV ở phòng khách thì thấy Phong bước ra, ăn diện chỉnh tề, đi giày thể thao trông năng động và bảnh bao lắm. Cô cũng thầm ngưỡng mộ cái thân thể rắn chắc đấy, liền lại càng thêm ao ước được chạm vào nó một lần. Giờ này mà con đi đâu nữa đấy? Con đi cà phê với bạn chút nữa con về, ba khỏi chờ cửa đi, con đi sớm về sớm, ba yên tâm đi. Ừ đừng uống rượu bia đấy nha. Điền nhìn theo bóng của Phong mãi, cho tới khi anh đã đi xa khỏi nhà, mới quay sang hỏi ông Quang. Anh à, đó giờ Phong đã từng dẫn cô gái nào về nhà chưa? Chưa, mà có gì không em? Sao tự nhiên em hỏi chuyện đó làm gì? Cô chỉ cười cười rồi nói. À không có gì đâu, em thấy Phong mặt mày cũng ưa nhìn, tương ta cũng cao giáo đẹp trai nữa. Không có bạn gái thì hơi tiếc. Có gì em giới thiệu cho vài cô để làm quen. Còn để cho anh sớm ngày có cháu nội nữa chứ. Ông Quang cũng gật đầu. Bây giờ Phong đã 25 tuổi. Cũng có thể cưới vợ được rồi. Dù gì thì con trai của ông cũng có công việc ổn định. Lương hàng tháng cũng có lẽ đủ lo cho một gia đình. Nhà có thêm người, thêm con nít. Thì đông vui hơn thôi. Vậy em quen cô nào? Thì giới thiệu thử đi. Để cho nó làm quen. Anh cũng mong là sớm ngày có cháu nội. Đúng là chỉ có em mới hiểu anh nhất thôi. Thì tất nhiên rồi. Em mà không hiểu anh thì ai hiểu anh nữa chứ sau khi xem xong tập phim đấy hai người cũng lên phòng đi ngủ tất nhiên ông quang là người chìm vào giấc ngủ trước cô liền không tài nào ngủ được khi trong đầu cô tràn ngập những hình bóng và dáng vẻ của phong cô không biết là cơ thể đó khi không mặc quần áo thì trông như thế nào nhỉ những cơn dục vọng và thèm khát làm cô cứ không ngừng nghĩ tới và muốn chiếm được phong sớm nhất có thể mới thôi từ hôm đó phong để uống rượu về khá trễ mà lại về nhà trong tình trạng say xỉn, không biết trời trăng mây đất là gì, vừa mới cởi đôi giày thì đã ngã ra sàn. Nghe tiếng động dưới nhà, cô vội vàng chạy xuống, thấy Phong nằm ở đấy, cô vội đỡ anh vào phòng, liền dìu được vào phòng thì cũng đã mệt lả cả người, mồ hôi từ trên trán chảy xuống, liền ngồi xuống bên mép giường mà thở dốc. Bỗng Phong lảo đảo chạy vào nhà tắm để nôn, quần áo bết bát nước, anh ta cũng chẳng đủ sức vào giường, đành nằm vắt người trên bồn tắm. Liền vội vã chạy theo đỡ mà không kịp, nghĩ cảnh nhấc anh ta vào giường. Trong tình trạng như vậy, cô làm không nổi. Mùi rượu ói chua làm cô khó chịu. Mặc anh ta nằm tạm trong bồn tắm, cô dọn dẹp qua phòng tắm, xịt hương hoa thơm phức. Chứ ai chịu được cái mùi nôn này. Dọn dẹp một lúc cô cũng thấm mệt. Quay lại thì anh ta vẫn nằm im trong bồn tắm khô. Có lẽ nôn xong, khiến anh ta bớt say hơn, mì mắt khẽ động đậy Cô nghĩ mặc kệ anh ta ở đây Cô đi về phòng tắm qua chưa người cô lôi lôi kéo kéo anh ta Giờ cũng đã dính bẩn rồi Vừa vườn tay tắt vỏi nước định về phòng Thì liếc nhìn Phong đang nằm đấy Một bên tóc rũ xuống Cái dáng cao giáo nằm ngửa Giang tay giang chân Khiến cô muốn nằm lên tấm thân săn chắc đấy Cô khẽ vén áo anh lên Để nhìn ngắm cơ thể đấy Bụng anh có lẽ không có múi Nhưng nó cũng rất săn chắc So với thằng chồng già của cô thì tốt hơn rất nhiều. Phòng có cảm giác ai đó chạm vào da thịt mình, nhưng mắt thì lim dim không tỉnh táo. Nhưng anh dường như không còn đủ tỉnh táo để nhìn rõ. Đây là mẹ kế mà ba mình đã cưới về nữa. Liền không kiềm chế mà bất chấp hôn lên đôi môi đấy. Lần đầu tiên được chủ động quyến rũ đàn ông, cô háo hức và thích thú, thử cái cảm giác, cái thú vui chinh phục và ăn vụng khiến cô không thể bỏ qua cơ hội lần này được. Cô đứng dậy tắt phụt điện phòng tắm, rồi từ từ cởi bỏ tất cả mọi thứ vướng víu của cả hai ra. Cô vườn tay xả nước ấm xuống chiếc bồn tắm sang trọng và hiện đại. Dưới làn nước ấm, cả hai thân thể không mảnh vải áp vào nhau. Dưới ánh sáng mờ ảo bởi ánh trắng. Dưới ánh sáng mờ ảo bởi ánh trăng dọi qua lớp keo rèm. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng dọi qua lớp xèm che ô kính thì thân thể người con gái trắng như bông tuyết đang bò chuồn mềm mại. Bên dưới là lớp cơ cứng rắn và săn chắc của người đàn ông. Vốn dĩ tạo hóa sinh ra những thứ mềm mại, lại có sức mạnh kỳ diệu đến thế. Đó là một sự mềm mại và cứng rắn ôm ấp lấy nhau. Đó là một vẻ đẹp của tạo hóa, vốn sinh ra để hòa hợp. Có người tự động xưng hiến cho mình, thì với cái thói quen đơn giản của một người đàn ông, họ sẽ đưa tay ôm lấy gầy cô mà lôi kéo, liền khá hài lòng mà hòa vào cuộc vui lâu nay cô vẫn chưa có cơ hội được tận hưởng phòng trong cơn say mơ mơ màng màng anh chỉ cần biết sự ấm áp chân trượt đang bao lấy mình còn mọi thứ anh không quan tâm lộc bất tận hưởng do được ngâm mình trong làn nước ấm khiến cả cơ thể phong huyết quản như chảy dữ dội phòng tỉnh táo đôi phần gần như anh có phần tỉnh táo vội bế thốc liên ra khỏi bồn tắm đưa cô vào giường đây mới thực sự là bản lĩnh của chàng thợ săn còn mồi như cô Lần này mới biết thế nào là xa lưới. Nhịp nhàng êm ái, tấm nệm như chịu sức nặng gấp đôi của hai người, cùng với nhịp cộng hưởng dồn dập, khiến căn phòng tràn ngập âm thanh và mùi vị của hoan ái. Kết thúc, liền nằm gọn trong lòng Phong mà nằm ngủ, chưa bao giờ cô có được cảm giác thỏa mãn đến tận cùng như vậy. Đối với cô như thế là mãn nguyện, trời chang mây gió gì cũng không cần biết, chỉ cần có người đàn ông tuyệt vời này là được rồi. Mãi cho tới hơn nửa đêm, hai người bên nhau đã có chút mệt. Cô mới lên tiếng nói với Phong. Anh đúng là thật tuyệt vời đấy. Cảm giác được ở bên anh đêm nay thật sự làm em cảm thấy vô cùng thoải mái. Phong có thể nhận ra giọng nói này của Liên. Anh cố gắng gượng ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn sang cái thân thể bên cạnh. Anh lấy hai tay xoa bên thái dương cho bản thân tỉnh táo. Rồi mới tá hỏa khi nhận ra người đang ở bên cạnh mình Cô là cô sao? Hay hai chúng ta đang làm với quái gì thế này? Tại sao cô lại không mặc đồ? Phòng có chút hoảng loạn mà nhìn lại cơ thể của mình, anh cũng chẳng có mảnh vải che thân nào hết. So với biểu hiện vô cùng hốt hoảng của Phong thì liên lại vô cùng bình thản mà nở nụ cười. Anh hãy nhìn xem, vẹt máu trên ga giường này. Phong sững người lại. Đây là lần đầu của cô. Đúng vậy, lần đầu tiên của em đã dành cho anh đấy làm sao có thể như vậy cô lấy ba tôi được nửa năm rồi mà mà sao vẫn còn anh nghĩ cái gì vậy ba anh lấy em về chỉ để có người chăm sóc thôi chứ ông đã giải như vậy làm ăn được gì nữa đâu đang ở độ tuổi này anh nghĩ em chịu được sao em thích anh lắm đấy nhờ có anh mà em mới được biết cảm giác làm đàn bà chúng ta lần sau tiếp tục đi nhé thôi em phải về phòng để tránh nghi ngờ đây cô nói rồi mặc lại quần áo đi lên phòng mình, phòng vẫn đang ôm đầu bàng hoàng, thế mà liên vẫn có thể bình thản như không có gì. thế nhưng phòng lại mỉm cười trong lòng vì việc này nằm trong tính toán của anh cả rồi. bà mẹ kế này đâu phải vừa. nhìn đôi mắt lúng liếng cô ta nhìn anh, có lẽ là đủ hiểu. phòng nghĩ cô ta cũng có gì đâu mà thiệt. nếu cô ta đã thích tiền đến vậy thì thành toàn cho cô ta thôi. tội nghiệp nhất lúc này vẫn là ông bố già của Phong. Nhưng có một điều mà Phong không hiểu. Sao lấy bố anh rồi mà cô vẫn là con gái? Điều đó cũng làm anh thấy ấy náy vô cùng. Nhưng không sao. Chính ngay từ đầu, đây cũng là mục đích của anh mà. Anh hận vì cái tính trăng hoa của bố. Nhưng đây cũng chính là mục đích của anh mà. Anh hận bố anh vì bản tính trăng hoa đã khiến mẹ anh đau khổ mà sinh bệnh dẫn đến tự sát. Sáng hôm sau, Ông Quang thức dậy, nhìn thấy cô từ nhà vệ sinh bước ra thì lên tiếng hỏi. Tối qua em vào phòng khi nào vậy? Sao anh không nhớ gì hết? Khoảng nửa tiếng sau là em về phòng rồi, lúc đó em thấy anh đã ngủ say nên cũng không lên tiếng để anh ngủ yên luôn. Ông Quang nghe thế thì cũng gật đầu mà chả chút nghi ngờ gì cả. Chiều hôm qua ông nhận được lời mời sang nhà bên ăn cỗ. Bữa nay anh sang nhà ông bạn để đi ăn đám, em có muốn đi cùng với anh luôn không? cô thấy ông rời khỏi nhà thì lại cười thầm trong lòng rồi hỏi lại thế anh đi khoảng mấy giờ thì về chắc tầm sáu bảy giờ tối rồi đấy em đi cùng anh luôn không cuối cùng cô chỉ lắc đầu rồi giả vờ than thở mà nói thôi em không muốn đi cùng đâu em sợ người ta lại bảo anh dẫn con gái nuôi tới đấy ông cũng hiểu là cô sợ bị người ta cười nhạo nên cũng dùng giọng ngọt ngào mà dỗ rảnh cô ông hôn lên tóc cô một cái rồi đói nếu mà em thấy sợ như vậy Thì thôi không cần đi cùng anh đâu Cứ ở nhà đi cho thoải mái nha Nhớ là nấu cơm ăn đầy đủ đấy Vâng vâng em biết rồi mà Cô cười cười còn nhón chân lên hôn vào má ông Quang một cái cho ông hài lòng Buổi sáng thì ông Quang vẫn ở nhà cơm nước và nói chuyện với cô Khoảng 3 giờ chiều ông lên xe tới nơi để còn đi ăn đám rỗ Theo những gì mà Liên biết thì khoảng 5 giờ Phong sẽ đi làm về tới nơi Cô cảm thấy mình có cơ hội được nói chuyện riêng với Phong, không có ông ta ở nhà còn dễ dàng hơn nhiều. Vừa mới nghĩ tới chuyện đấy, không có ông Quang, cô cảm thấy vui vẻ vô cùng, chắc là ông trời đang cố tình tạo cơ hội cho cô đây mà. Liền ở nhà vui vẻ nấu cơm chờ Phong đi làm về. Đúng là khoảng 5 giờ hơn thì anh ta lái xe về tới nhà, nhìn thấy cơm canh đã bày sẵn trên bàn, còn Liên thì đang ngồi chờ mình. Phong không thấy ba thì lên tiếng hỏi: Ba tôi đâu rồi? Cô cười cười đứng lên khỏi ghế. Tay còn đặt lên vai anh, giọng tà mị nói. Hôm nay ông ấy đi ăn đám rỗ rồi. Chắc là anh vẫn chưa quên được đêm hôm qua của chúng ta đâu nhỉ anh Phong? Phong nhanh chóng hất tay cô ra khỏi vai mình, lùi lại một bước rồi nói. Đấy, đấy chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Tôi mong là cô đừng nhớ về chuyện đấy nữa. Cô nên nhớ, cô đã cưới ba tôi rồi đấy. Nhưng ông ấy không thể thỏa mãn tôi. Anh xem như là thương hại tôi đi giúp tôi thỏa mãn nỗi lòng. Tôi cũng là đàn bà phụ nữ. Tôi cũng cần có một người giúp tôi giải phóng những chuyện buồn cơ chứ. Ba anh bây giờ chỉ là ông già thôi. Nói thật thì tôi cưới ông ấy vì cảm thấy ông ấy quá đáng thương thôi. Phong nhớn mày nhìn cô. Sao mà cô ấy lại như vậy cơ chứ? Thì ra đến với ba anh chỉ vì tiền. Nhưng lúc này Phong lại cảm thấy nếu như ba mình dùng tiền để cưới được cô ta, nếu ba không hưởng thì để anh hưởng thay cho vậy cô nói nghe đáng thương thật đấy bây giờ tôi lại chưa có vợ hay là để tôi thay ba tôi chiều chuộng cô vậy chắc là ở bên ông ấy cô thèm khát lắm đúng không liền mỉm cười câu cổ anh rồi hôn vào môi anh thật hiểu ý đàn bà đấy cứ coi như là tôi lợi dụng và cưới ba anh vì tiền đi ông ấy không làm được thì anh làm tay cũng không tệ ấy nhỉ liền cố tình cởi bớt một cúc áo trên của mình rồi kéo xuống để lộ bờ vai trắng nõn nà của mình cho Phong thấy. Phong đưa tay chạm lên bờ vai mịn màng đấy, đã thế còn đặt lên đó một nụ hôn nữa. Nếu như cô đã ham muốn như thế, thì coi như tôi giúp cô thỏa mãn cái ham muốn của mình. Hai người cùng nhau đi vào trong phòng, chuyện vui vẻ lần nữa được hai người lặp lại. Cảm giác khi được ở bên một cô gái xinh đẹp trẻ trung và biết cách quyến rũ, Phong đã hiểu được lý do vì sao ba mình chọn cưới Liên về làm vợ. Đúng là phụ nữ xinh đẹp thì lòng dạ khó đoán, nhưng tôi mặc kệ, có thể cùng nhau chơi đùa một chút cũng không sao. Liên nằm gọn trong vòng tay Phong, giọng nói ngọt ngào lên tiếng. Sao anh lại đột ngột đồng ý cho em cơ hội được ở bên anh vậy? Phong chỉ cười cười, đưa tay vuốt tấm lưng mịn màng và trắng trẻo của cô rồi đáp. Thì anh cũng chỉ muốn giúp em thôi cũng do ba anh ông ấy ham hố nên mới cưới em phải làm vợ. Anh cũng không biết ông ấy có thể sống được bao lâu, nhưng để một cô gái xuân xanh như em sống cùng một ông già như vậy thì rất đáng tiếc đấy. Dù gì thì cũng có anh trong nhà, chỉ bằng cứ để anh giúp em được không? Cô nghe thế thì mỉm cười, cuối cùng thì cũng có người hiểu được tiếng lòng của cô. Nếu như ông Quang có thể sống thêm khoảng 10 năm nữa thì cô cũng đã làm một người phụ nữ ngoài 30 rồi còn gì lúc đó cho cô đi kiếm chồng mới thì cũng khá khó khăn còn chưa kể mang tiếng một đòi chồng nữa chưa chưa bao giờ liên có cảm giác mong muốn tới như vậy cô cảm thấy nếu như ông ta chết sớm một chút thì cô sẽ được giải thoát lúc đó cô vừa trẻ mà còn có thể lấy chồng khác trong đầu cô lại lóe lên một suy nghĩ mới khoảng thời gian sau đấy liên và phong thỉnh thoảng lại cùng nhau mây mưa ở khách sạn có khi là ngay tại trong phòng của phong nơi cô thích nhất đó chính là chiếc bồn tắm rộng trong phòng phong. Hàng đêm, cô sẽ pha nước tắm cho anh, không quên giỏ vài giọt xuân dược, làm cuộc vui thêm mặn đồng, cũng như khiến phong chìm trong đêm mê và sục vọng. Còn ông Quang thì luôn được cô đắp một chiếc mặt nạ chăm sóc da, bởi những chiếc mặt nạ đã tẩm thuốc mê, khiến ông chìm vào giấc ngủ say mà không hề hay biết. Vợ và con trai đang nô đùa tắm táp như tiên nữ ngay trong chính căn nhà mình. Thú vui này khiến Phong chìm đắm không thể dứt ra. Liền cũng vậy, hôm nào không được sang nô đùa tắm tác với Phong, là cả ngày hôm đấy, cô khó chịu bứt rứt, chỉ đợi đến buổi tối để mong được đức vua thị tẩm. Cô sẵn sàng đóng vai hầu gái phục vụ Phong hết mình, chỉ với mong muốn giữ được anh ở bên cạnh. Còn Phong, trước sự quyến rũ và kỹ nghệ phòng the của một cô gái đã qua học hành bài bản, Phong không thể thoát ra nổi. Ngày qua ngày, hai con người càng chìm vào hồ sâu tội lỗi. Ông Quang thấy dạo này sức khỏe yếu đi, người cứ lơ mơ không tỉnh táo, khi nhớ khi quên, lúc nào ông cũng thấy mệt và thiếu ngủ, nên đã nhờ Liên mua thuốc bổ. Hôm nay anh uống thuốc chưa vậy? Anh nhớ là thuốc này mỗi ngày hai viên mới tốt đấy nha, chứ mà uống thiếu, không đủ liều, thì lại không có tác dụng gì đâu. Cô mở lọ thuốc ra, lấy mấy viên đưa cho ông Quang, rồi cẩn thận rót nước đưa tới tận nơi ông đứng. Ông Quang cũng gật đầu mà uống cho cô vui lòng. Đây là thuốc mà Liên mua, bảo ông là thuốc bổ, nhưng ông không hề biết đây là loại thuốc làm cho bệnh tăng huyết áp của ông ngày một trầm trọng. Đó cũng là lý do, dạo gần đây ông cứ hay thấy đầu óc trắng váng, đi đứng cũng không được như trước nữa. Đây chính là kế hoạch mà Liên đã tự mình sắp đặt. Trong mắt của Liên, chỉ cần ông Quang chết đi, cô ta có thể đi tìm cuộc sống mới. Đây chính là kế hoạch mà Liên đã tự mình sắp đặt trong mắt của Liên, chỉ cần ông Quang chết đi, cô ta có thể đi tìm cuộc sống mới, sẽ có thể ở bên phong mà không cần phải che giấu hay ẩn nấp gì cả. Ông Quang uống xong, định bước lên lầu để về phòng. Khi ông bước tới những bậc cầu thang trên cao, đầu óc choáng váng dữ dội, mắt ông tối sầm lại, cả cơ thể ngã quỵ xuống và té từ cầu thang lăn dài xuống đất. Liên chứng kiến cả quá trình này, nhưng vẫn đứng đó bình thản như không thấy gì. Cứu! cứu anh với giọng ông thẻo thào đưa tay về phía liên cô đang đứng ở bậc cầu thang phía trên nhưng liên lại vô cảm như mặt nước đóng băng vậy thậm chí cô chả thèm quan tâm gì tới mà trực tiếp đi ngang qua ông liên biết là một khi người mất máu quá nhiều sẽ chết cô cầm cái giỏ rồi đi chợ như mọi khi bỏ lại ông quang đang nằm bất tỉnh với vũng máu chảy lên láng trong nhà cô cố tỉnh đi chợ lâu hơn mọi ngày để khi đưa ông đi cấp cứu Ông sẽ đúng lúc chết luôn cho nhanh." Liền khẽ mỉm cười vì cái kế hoạch của mình không cần phải chính tay giết người nhưng cũng có thể khiến cho người đó chết. Cô đang đi lòng vòng quanh chợ một lúc, nhưng cô nghĩ lại, dù sao ông ấy cũng là bố của Phong, cô lại tức tốc trở về nhà. Ông Quang vẫn nằm đấy, nhịp thở đã rất yếu, cô gọi cho Phong. "Alo, anh Phong ơi, bố anh ngã cầu thang, giờ em đưa ông vào viện, anh vào ngay nhé." khi nhận được điện thoại của Liên, phòng tức tốc tới viện. Có chuyện gì về em? Bố anh sao ngã vậy? Em cũng không biết nữa. Lúc em đi chợ về đã thấy ba anh nằm dưới cầu thang. Em nghĩ là ông ấy bị té cầu thang, chắc do mất nhiều máu quá nên mới bất tỉnh hôn mê. Trải qua mấy tiếng vũ thuật kéo dài, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra khá mệt mỏi. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng tiên liệu là rất xấu. Ông ấy có bệnh tiền sử lại mất máu nhiều, đầu bị chấn thương sọ não, khiến hôn mê sâu. Nếu sau hai ngày tới, ông ấy không tỉnh lại, thì khả năng sẽ không cứu được đâu. Gia đình cứ chuẩn bị là vừa. Phòng vô cùng buồn, anh giận chính bản thân mình khi đã quá bất cẩn, không để ý đến ông, khi thấy ông có dấu hiệu mệt mỏi, lại thêm cơ thể yếu đi. Vào phòng bệnh, phòng cầm tay ông Quang. Bố à, Bố phải gắng lên, trên đời này chỉ còn duy nhất bố là người thân thôi. Bố biết không, con đã tha thứ cho bố từ lâu rồi, tại sao trong người bố có bệnh lại không nói với con? Con là đứa con bất hiếu. Bố à, bố hãy mau chóng tỉnh lại đi ạ. À? Ngày hôm sau, khi Phong đi làm các thủ tục cho ông Quang thì liên vào thăm, nhìn đến dây máy móc liền rất sợ, tâm tính của kẻ giết người khiến cô lo lắng nhưng đã đi đến bước đường này cô không thể quay đầu được nữa ông quang à ông hãy tha lỗi cho tôi thực tình tôi không cố ý đâu nhưng nếu ông sống ông sẽ làm cản trở con đường của tôi đến Vê phong đằng nào ông cũng có bệnh trong người hay ông đi cùng với bà lan đi bà ấy đang đợi ông ở thế giới bên kia đấy ông đừng tỉnh lại nữa nhé tôi đã cứu ông một lần coi như chúng ta hết duyên hết nọ còn bây giờ, ông sống hay không phụ thuộc vào số kiếp của ông thôi. Tôi không có lỗi. Cô nói ra những lời nói với một người kẻ cận cái chết mà không mảy may nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng. Buổi tối hôm đó, liền về nhà nghỉ, phòng ở lại trông ông Quang. Nhưng sáng hôm sau, phòng gọi điện về báo tin ông Quang đã mất. Khi nghe được tin này, cô mừng thầm trong lòng, xem ra sự việc đã đi theo đúng ý của cô trong chuyện này. Cô không hề có lỗi Cô đã giúp phát hiện ra ông Quang Đã đưa ông đi bệnh viện cấp cứu Còn ông ta sống hay không Là do ý trời rồi Nhưng mà chuyện tốt nhất Chính là ông ta đã chết Đúng như những gì cô mong muốn Đúng là thật tuyệt vời liền tới bệnh viện thấy cơ thể ông đã độc phủ một lớp vải trắng Còn Phong Thiên ngồi hàng ghế mà khóc Anh à Anh đừng đau buồn quá Người mất thì cũng đã mất rồi đâu thể nào sống lại được nữa đâu đúng không? Bây giờ chúng ta còn phải lo chuyện tang lễ cho ông ấy nữa. Lúc đó, anh và em sẽ có thể tự do đến với nhau mà không cần phải vụng trộm nữa. Như vậy chẳng tốt sao anh? Phòng không trả lời mà chỉ im lặng, nhưng trong đôi mắt anh ẩn chứa là muôn vản những ý nghĩ sâu xa hơn. Hai người trở về nhà, liền mau chóng rủ Phong phát tang thông báo cái chết của ông Quang. Cô sợ nếu để lâu, mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Cô ta vội vàng lên phòng, tìm và hủy lọ thuốc mình đã đưa cho ông Quang uống. Nhanh chóng vô sổ thuốc và những miếng khăn giấy cô tẩm thuốc mê vẫn còn trong thùng rác. Định đem đi vứt, thì cửa phòng bật mở. Phòng bước vào bên trong. Thầy phòng cứ lử lử tiến lại, mặt lạnh như băng, liền có chút trột dạ. Anh Phong, sao anh lại vào đây? Anh làm sao mà không được vào đây? Phòng tiến đến ôm chặt đấy liên, khiến Liên vội rối đống thuốc và khăn giấy dưới nệm. Em nói xem, giờ thì còn ai để anh sợ chứ? Em không nhớ là bố anh, ông ấy chết rồi sao? Giờ đây chỉ còn hai chúng ta, em chẳng mong thế còn gì. Không, ý em không phải là vậy, nhưng bố anh vừa mới mất, giờ chúng ta lại làm ngay trước giường này. Em sợ... Em sợ gì nào? Giờ anh là chủ, em là chủ rồi còn gì? Đúng ý em rồi nhá. Giờ em sẽ là chủ thực sự của căn nhà này. Phòng lao lên, xé toạc đám quần áo lằng nhằng trên người cô ta. Anh vô cùng mạnh bạo, như một con sói hoang dã. Liền thấy Phong mê mình như vậy, cô ta cũng dùng hết kỹ năng tuyệt chiêu, đem ra hồng chiều chuộng Phong. Cô phải khiến anh ta si mê cô, chìm đắm trong dục vọng. Có vậy, cô mới điều khiển được anh. Đang tận hưởng cảm giác sung sướng trên chính chiếc giường, mà hàng ngày cô phải nằm cạnh ông giả quang khiến cô chán ghét. Giờ đây, cảm giác mới lạ, cảm giác chiến thắng khiến cô chìm vào khoái lạc. Đang ngửa cổ, hưởng sự đê mê bất tận, thì cô chợt phát hiện ra chiếc đèn ngủ treo trên tường, có tín hiệu màu xanh đang nhấp nháy. Đó chính là camera ghi hình. Cô vội vã đẩy anh ra. Anh Phong, anh Phong này, phòng ngủ này có gắn camera đây. Phong thở ơ đáp. Ừ, thì sao? Sao anh thở ơ vậy? Như vậy chuyện chúng ta làm... Cô vội vã che miệng lại. Cô chợt nghĩ, vậy những gì cô làm chẳng phải đã bị ghi hình lại hết rồi sao? Em có gì mà phải ngạc nhiên vậy? Camera này là do anh lắp đấy. Sao? Có gì mà em phải sợ vậy? Anh... anh lắp từ khi nào? Từ lâu rồi. Bố anh bị bệnh, anh ở xa không yên tâm. Nên cả căn nhà này chỗ nào anh cũng lắp camera hết kể cả trong phòng ngủ em em tưởng anh hận bố anh lắm mà có hận thì đó cũng là bố anh mà có lắp camera thì anh mới biết ai đưa anh lên giường khi say chứ à anh vẫn còn những bộ phim những lần chúng ta vui vẻ đấy em trắng như bông bưởi ấy anh đúng là đồ biến thái biến thái sao biến thái thì vẫn hơn kẻ sát nhân anh nói cái gì vậy Đến lúc này, cô vẫn chưa chịu nhận tội á. Chuyện cô cho thuốc mê vào miếng đắp mặt, chuyện lọ thuốc khiến bố tôi tăng huyết áp, đã có kết quả kiểm tra nồng độ thuốc trên người bố tôi. Cô nói đi, cô giải thích đi. Tôi... liền ấp úng. Tôi chỉ làm vậy để chúng ta yên tâm ở bên nhau thôi. Việc tôi làm cũng là vì anh đấy. Vậy sao? Tôi cảm ơn. Cảm ơn cô bao ngày phục vụ tôi tận tình chu đáo. Thôi, Coi như bố tôi mất tiền mua vợ về. Bố không dùng được, thì con dùng. Chứ bỏ không hoài phí của Xuân. Anh, anh là đủ khốn nạn. Sao khốn nạn bằng cô được? Bố tôi đối xử với cô tốt như vậy, mà cô dám giết ông ấy. Tôi không có giết, tôi không hề giết ông ấy. Là ông ta tự ngã. Tôi cũng đã gọi cấp cứu đưa ông ấy vào viện. Ngay ngày hôm ông Quang vào viện, Phòng đã mở điện thoại lên xem lại camera ngày hôm đấy, để biết ba mình ngã ra sao nhưng hình ảnh đập vào mắt của phong là sự thở ơ như không thấy của liên thì ra bà anh rõ ràng có thể sống rõ ràng là ông ấy có thể sẽ được cứu sống nhưng do cô cố tình không cứu nên ông ấy mới bị nguy kịch như vậy phong bảng hoàng khi biết được sự thật nếu như anh không xem lại camera thì chắc cả đời này bí mật sẽ không được tiết lộ thế mà lúc khi ở bệnh viện cô vẫn bình thản an ủi anh nữa chứ tuy anh không mấy hỏa thuận với bố nói chính xác là chống đối bố anh nhưng thấy ông ra đi do sự thở ơ của chính người ông ấy lấy làm vợ thì anh càng căm vẫn tột độ anh vốn chỉ là muốn vui đùa cố tình muốn trả thù bố anh bằng chính cái cách bố anh làm cho mẹ anh phải đau lòng và đổ bệnh bố anh vì sự giàu có đã bao nuôi rất nhiều nhân tình ông coi đó là phần thưởng cho sự thành đạt của người đàn ông mặc cho người vợ ở nhà uất ức đến trầm cảm mà tự vẫn Bao năm anh sống bên nước ngoài Cũng chẳng ta thiết căn nhà này nữa Nhưng vì việc ông đưa Liên về nhà Ngày sau 49 ngày mẹ mất Làm anh không thể chấp nhận sự việc này Anh phải khẳng định Việc anh trở về tiếp cận với Liên Cũng là có mục đích Nhưng khi thấy lần đầu của cô Anh bỗng siêu lòng Và cũng là kỹ thuật quyến rũ đàn ông của Liên quá xuất sắc Khiến Phong nhiều lúc cũng bị đắm chìm Anh cũng biết liền ngủ với bố anh nhưng cũng chẳng làm gì vì bố anh có bệnh từ lâu đã không đam mê sắc dục mà cái chính là ông cần một người ở bên cạnh bầu bạn và chăm sóc ông khi về già nhưng anh không nghĩ liên lại ác tâm đến như vậy phòng liền lao tới ấn mạnh đầu liên nhìn vào điện thoại cô giết ba tôi cô chính là người đã giết ba tôi cô có hơi bất ngờ khi quên mất chuyện trong nhà có camera đúng là ngu ngốc, chuẩn bị mọi kế hoạch như vậy, lại quên mất chuyện xóa video trong camera, liền vội vàng nói. Em làm vậy cũng vì tương lai của anh và em thôi, vì muốn được ở bên anh nên em mới phải ra tay với lão giả đấy, cho ông đi đoàn tụ với vợ sớm chút nào, chúng ta dễ dàng ở bên nhau hơn, nhưng đó là ba tôi, cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, biến khỏi nhà tôi đi. Cô nghĩ là tôi thật lòng yêu cô hay sao? mà đi làm mấy chuyện đấy. Ba tôi là người thân duy nhất của tôi. Cô phá nát gia đình tôi rồi đấy. Nói rồi, phòng điên cuồng lôi cô xuống cầu thang nơi ông quang ngã. Cô nhìn đi. Nơi đây, bố tôi đã suýt chút nữa đã chết vì sự thờ ơ của cô đấy. Cũng may, tôi đã lường trước được sự việc nên bố tôi mới không ra đi tức tuổi như vậy. Cô nghĩ mình có thể che đậy được hết mọi chuyện sao? Anh nói vậy là sao? không lẽ ông quang chưa chết đúng tôi đã bí mật đưa bố tôi sang anh điều trị bố tôi sao có thể dễ dàng ra đi như vậy khi chưa vạch được rõ bộ mặt của cô anh phong à em sai rồi em xin anh hãy tha thứ cho em tất cả là vì em quá yêu anh em cũng khao khát có được một gia đình thực thụ phong cười như điên dại con đàn bà thèm tiền như cô thì hiểu thế nào được ý nghĩa của gia đình cô hãy cút cút và biến khỏi cuộc đời tôi đi. Phòng hất mạnh tay, quăng mạnh lên xuống sàn. Do lực đẩy mạnh, liền ngã nhào ra đất. Cô bụng đau đớn. Anh Phong ơi, cứu em, cứu con của chúng ta. Phòng hơi giật mình khi thấy Liên ôm bụng, nằm dưới nền đất, cơ thể có phần lả đi. Hừ, cô lại định dở mưu kế gì ra nữa đây? Cô lừa bố tôi chưa chán, giờ lại định lừa sang cả tôi. Em không lừa anh, Em có thai rồi, nó là con anh. Với ông Quang, em chưa bao giờ là một người vợ thực sự. Anh Phong à, cứu con chúng ta đi, nó vô tội, em xin anh. Tài phòng ủ đi, tay chân rối loạn, tiếng còi xe cấp cứu vang lên trong đêm. Một tuần sau, phòng đứng trước bàn thờ bà Lan, thắp cho bà một nén nhang trước khi tạm biệt ngôi nhà đầy kỷ niệm đau thương. Anh sẽ đi khỏi nơi đây, bố anh cần của anh ở bên lúc này một tuần trước phong nhớ lại phong vội vã đưa liên vào viện cấp cứu anh luống cuống trong đầu bao nhiêu là nguồn ngang đứa bé là con anh anh hại chết nó rồi liền được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đấy phong ngồi ngoài mà bao nhiêu nỗi ân hận bủa vây nếu đứa bé có làm sao anh là người có tội liền sai nhưng đứa bé chẳng có lỗi gì cả nó đến đúng lúc mọi việc rối ren nhất, nhưng nó cũng là giọt máu của anh. Một tiếng sau, bác sĩ thông báo, liền đã ổn, cài thai vẫn giữ được, cần sự chăm sóc và nghỉ ngơi. Phòng thở vào nhẹ nhõm, anh chỉ đứng bên ngoài, không đủ dũng khí để bước vào bên trong. Bởi lòng anh ngổn ngang mối tư vò, cô là người anh căm ghét, cô yêu tiền của gia đình anh. Nhưng lần đầu tiên của cô cũng là anh tức đoạt lấy, đứa con trong bụng của cô cũng là của anh. Đêm đó, Phòng cô ngồi ngoài cửa phòng bệnh của Liên. Anh thuê cho cô một bà thím, chăm sóc cô những ngày cô trong viện, còn bản thân không dám vào thăm. Nhưng đến ngày thứ năm, cô giúp việc báo Liên đã trốn khỏi bệnh viện, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ. Em có lỗi với gia đình anh rất nhiều. Tội của em nghìn lần không thể gột rửa. Em phải ra đi thôi. Cảm ơn anh vì những ngày qua đã chăm sóc mẹ con em đừng tìm em vĩnh biệt phong đọc những dòng chữ đấy phong vừa giận vừa thương đúng là anh chưa thể tha thứ cho tội lỗi của cô nhưng cũng không muốn cô bỏ đi như vậy anh tìm kiếm cô suốt hai ngày đêm nhưng không thấy bên anh đã gọi anh sang vì ông quang có dấu hiệu hồi phục anh không thể ở đây mãi trong năm ngày trước anh đã làm thủ tục sang tên căn biệt thự cho cô với hy vọng bổ đắp cho cô và con coi như đó là số trời, nếu có duyên sẽ gặp lại. Phòng kéo ba ly đóng cửa rời đi. Cánh cửa căn biệt thự được đóng lại, chỉ trong có một năm trời mà bao nhiêu việc đã xảy ra. Ngôi nhà vẫn còn đó, chỉ không có anh. Đứng ở đằng xa, một người phụ nữ trùm kín đầu đang khóc. Cô không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Rõ ràng là cô chỉ muốn ở bên anh thôi. Cô yêu nhưng sai cách cái giá cho sự nông nổi của tuổi trẻ và những mộng tưởng phù phiếm. Cô bước đi trong màn đêm đen tối, đúng là lấy ông Quang là cô vì tiền, nhưng cô cũng yêu Phong thật lòng. Cô sở tay xuống bụng, một mầm sống đang hình thành, đó là con của cô và Phong. Cô yêu Phong thật lòng, nhưng những việc cô làm với ông Quang, Phong sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Cô đến đây cũng là để nhìn anh lần cuối, sau hôm nay Mẹ con cô cũng rời khỏi nơi đây. Sau mọi chuyện, cô mới nhận ra, cô chẳng cần cái gì gọi là biệt thự xa hoa hay tiền bạc của ai đem cho cả. Giờ cô cần một chốn bình yên để sinh con mà thôi. Cô cũng nhận ra rằng, trong chuyện này ai cũng có cái sai, đó là sự tham lam ích kỷ và thù hận quá lớn. Phòng vị hận cha mình đã làm mẹ anh một đời đau khổ, nên anh đã lợi dụng Liên để trả thù chọc tức cha anh còn ông quang làm cha nhưng không vượt qua được cám dỗ của dục vọng không làm một tấm gương tốt cho con cái nhìn vào để cha con một nhà đối đầu thù hằn chỉ vì phần con trong người quá lớn còn liên ngay từ đầu cô đến với ông quang vì tiền thì vốn dĩ đã chẳng thể nói tình yêu cô dành cho phong có đáng tin hay không hay cũng chỉ vì phong có tiền và khối gia tài đó sẽ thuộc về phong khi ông Quang chết. Nhưng sự chớ trêu trong hoàn cảnh này, đó là đứa nhỏ mới thượng hình trong người Liên. Liệu Phong của ta thứ cho Liên hay không, hay Liên có đủ dũng khí để quay lại tìm Phong không? Mọi chuyện hãy để thời gian tự trả lời. Các bạn thân mến qua câu chuyện này chúng ta cũng nhận ra rất nhiều điều. Con đường lấy đại gia để làm giàu vốn tưởng là dễ dàng nhưng lại chứa đầy những đau thương và thách thức. Thay vì lấy lòng các đại gia. Các cô gái hãy tập trung phát triển bản thân. Các bạn thân mến, hãy nhớ rằng giá trị của người phụ nữ không phải nằm ở chỗ họ có bao nhiêu tiền mà nằm ở phẩm chất và trí tuệ của chính mình. Các bạn thân mến, một câu chuyện ngắn rất hay và có ý nghĩa phải không quý vị và các bạn. Tuy tất cả mọi người trong gia đình này đều sai nhưng cuối cùng họ đều nhận ra lỗi lầm của mình và cái kết của việc phong và liên của gặp lại hay không thì việc đó chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Xin kính chào quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và ủng hộ cho Quỳnh Hương. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.